Hello tất cả các quý khách. Hôm nay mình đang test một cái bộ sản phẩm. Em này là lò hâm. Có thể là hâm nấu sữa hay gì cũng được. Em này ngoại hình còn rất là đẹp nha, 90 mấy% luôn. Chạy chuỗi đang quay cái có người gọi lại. Cái mắt cái này Gớp. Ok, còn rất là đẹp. Sói chán là sáng chói ha. Em này lưu ý giùm nghe, mình đa số mình bán đồ 100 hết trơn nha khách. Nhiệt độ đồ nội địa Nhật á 100 ha. Đây để mình test nhiệt độ cho. Hiện giờ ok ha. Đây mình bật lên ha. Đây 28 độ C ha. Rồi nghịch bóng đèn nữa. Ha, nó từ từ nó đang lên nha khách. Chứng tỏ là sao? Lò nồi tốt nha, lên nhiệt ok bình thường nha. Em này mình bán giá mong muốn là 400.000 nữa hết. Rất là đẹp, hâm sữa, hâm đồ, nấu đồ dùng được ha. Rồi cái tới đây, em là em thứ hai, em này là em massage ha. Massage tay, massage chân, massage bụng, mát gì đâu mát. Nguyên zin, đẹp, chưa qua sửa chữa. Đẹp 90%. Cao su còn. Em này thế hệ mới nên nó có cái quạt nó làm mát cái máy luôn. Xài vô tư luôn à. Cái da còn nhám sừ nữa không? Không có gắt đứt gì chân. Đây còn rất là đẹp. Bây giờ nó có ba cái công tắc. Công tắc bên trái là công tắc khởi động, công tắc này là nhanh chậm, còn công tắc này là công tắc gì không biết nữa. Không biết. Đây ha, giờ mình bật ha. À, quý khách có thấy nó rung không? Nó rung từ từ phải không? Rung mạnh nè. Mạnh dữ lắm. À. Bật chế độ nhẹ lại. À, cái nước này là gì, lọt là gì không biết luôn. Đó, hoạt động tốt nha các khách. Quý khách nào có nhu cầu liên hệ mình tên Thanh Quá, 38 tuổi ha. Liên hệ với mình qua số Zalo, Facebook, Chợ Tốt hay YouTube. Điều là một số 0939 396 480. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.